Tuyết Ni, tên thật là Hùng Tuyết Ni, biệt danh là Ni Tỷ, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1945 tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Bà là một diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Quảng Đông ở Hồng Kông. Tuyết Ni từng là một nữ diễn viên hành động, được mệnh danh là người đẹp ngọt ngào và em gái ngọt ngào. Tuyết Ni bước vào làng giải trí từ khi còn là thiếu niên và năm 18 tuổi đã ký hợp đồng với một công ty chuyên sản xuất phim võ thuật. Thuở đầu sự nghiệp, bà tham gia nhiều bộ phim võ hiệp Quảng Đông. Năm 1966, bộ phim Nữ Hắc Hiệp Mộc Lan Hoa do Tuyết Ni đóng vai chính đã trở thành tác phẩm nổi bật của bà. Năm 1969, Tuyết Ni kết hôn với Đường Dai và tạm rời xa màn ảnh. Đến năm 1983, bà quay trở lại diễn xuất tại ATV, sau đó rời ATV vào năm 1987 và gia nhập TVB vào năm 1997. Vì lý do tuổi tác, Tuyết Ni chủ yếu xuất hiện với các vai mẹ hoặc bà nội trên màn ảnh. Trong suốt 23 năm tại TVB, bà đã tham gia hàng chục bộ phim truyền hình với nhiều vai diễn được khán giả công nhận, như vai Thạch Mỹ Phân mắc chứng mất trí nhớ trong Đạp Qua Giới 2, bà lão tinh quái Dạ Lai Hương trong Anh Hùng Quyền Cước, cụ bà cố chấp Kỷ Ngọc Như trong Nữ Trung Anh Hùng, và vai Ninh La Huệ Anh khó tính trong Bà Nội Nổi Loạn. Tất cả đều là những vai phụ nổi bật hoặc ngang tầm với vai chính, không phải là những vai diễn thông thường không yêu cầu nhiều kỹ năng diễn xuất. Tháng 6 năm 2020, Tuyết Ni tuyên bố từ chối gia hạn hợp đồng với TVB vì lý do sức khỏe, và vào ngày 1 tháng 11 cùng năm, bà chính thức tuyên bố nghỉ hưu. Năm 2013, Tuyết Ni được TVB trao tặng giải diễn viên thành tựu trọn đời tại lễ trao giải TVB. Đời tư của Tuyết Ni và chồng là Đường Dai có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau khi kết hôn, Tuyết Ni đã tạm rời xa màn ảnh trong nhiều năm và Đường Dai luôn ở bên cạnh bà, vừa là người quản lý vừa là người ủng hộ trung thành nhất của bà. Tuyết Ni xuất thân từ việc đóng phim võ thuật, còn Đường Dai là một trong những võ sư nổi tiếng nhất Hồng Kông những năm 1970. Họ có chung hai người con trai. Con trai cả nối nghiệp võ sư của Đường Dai và làm việc tại TVB, trong khi con trai út không tham gia ngành giải trí. Cả hai người con trai, khoảng 30-40 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Diễn viên gạo cội TVB Tuyết Ni hiếm hoi xuất hiện tham dự buổi tụ họp. Sau 3 năm nghỉ hưu dưỡng bệnh, nay tinh thần rạng rỡ, nhiều diễn viên gạo cội mà chúng ta quen thuộc đang dần rời khỏi sân khấu. Trong số đó, Tuyết Ni, 77 tuổi, cũng đã nghỉ hưu 3 năm trước do tuổi cao. Sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, bà rất ít xuất hiện. Gần đây, bà hiếm hoi tham gia buổi tiệc sinh nhật của bạn bè. Gặp lại sau 3 năm, bà trông rất tươi tắn và rạng rỡ. Không biết mọi người có còn nhớ đến các diễn viên gạo cội không? Bà đã để lại nhiều tác phẩm trong các bộ phim và truyền hình Hồng Kông. Vị diễn viên gạo cội này chính là Tuyết Ni, người sắp bước sang tuổi 78. Tin chắc rằng nhiều người sẽ nhớ đến bà. Bà từng thủ vai nhiều nhân vật ấn tượng, nhưng những năm gần đây đã phải nghỉ hưu do tuổi tác và bệnh tật. Tuyết Ni đã gặp vấn đề về tai trong hơn 20 năm qua do di truyền. Bà luôn nỗ lực để khán giả thấy được khả năng diễn xuất của mình. Bên cạnh bà luôn có một người rất chu đáo, đó chính là chồng bà. Chồng bà từng là một võ sư nổi tiếng, đã nghỉ hưu từ sớm và luôn ở bên bà. Khi Tuyết Ni còn quay phim tại TVB, thường thấy chồng bà chăm sóc cho bà. Ngay cả khi đi tàu điện ngầm, họ cũng luôn bên nhau như hình với bóng. Tuyết Ni đã rời xa màn ảnh 3 năm, kể từ khi dừng đóng phim cũng không còn thấy bà nữa. Tuy nhiên, gần đây, cuối cùng cũng có những bức ảnh mới nhất của bà. Tuyết Ni đã xuất hiện tại tiệc sinh nhật của bạn bè trong một bộ trang phục xanh nổi bật, kết hợp với mái tóc bạc, trông rất thanh lịch, dù gầy hơn trước, nhưng tinh thần lại rất tốt. Bà tin rằng trong 3 năm nghỉ hưu dưỡng bệnh, bà đã có được sự nghỉ ngơi tốt và có thể cùng chồng tận hưởng thêm nhiều thời gian của riêng họ. Thật đáng mừng khi vẫn có thể thấy những diễn viên gạo cội của những năm trước đây vẫn còn sôi nổi như vậy. Sự nghiệp của Tuyết Ni theo gia đình di cư đến Hồng Kông khi mới 2 tuổi và bước vào làng giải trí khi còn là thiếu niên. Năm 1962, bà đóng vai chính trong bộ phim Đầu Tay Lưỡng Tương Hảo và sau đó, ở tuổi 18, ký hợp đồng với công ty sản xuất phim võ hiệp Tiên Hạc Cảng Liên với mức lương hàng tháng là 400 đô la Hồng Kông trong 5 năm. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, bà chủ yếu tham gia các bộ phim võ thuật Quảng Đông như Tuyết Hoa Thần Kiếm và Thiểm Điện Tường Vi, thường hợp tác với Tăng Giang. Sự nghiệp diễn xuất: Hiệp nữ Mộc Lan Hoa, Nổi danh sau một đêm,
Bộ phim tiêu biểu nhất của Tuyết Ni là Nữ Hát Hiệp Mộc Lan Hoa, 1966, giúp bà nổi tiếng chỉ sau một đêm và được khán giả yêu mến. Tận dụng sự nổi tiếng này, từ năm 1966 đến 1969, Tuyết Ni tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Nữ Hát Hiệp Huyết Chiến Hắc Long Đảng, Nữ Hát Hiệp Uy Chấn Địa Ngục Môn và Thiên Kiếm Tuyệt Đao, rời xa màn ảnh rồi quay trở lại, trải qua 30 năm đầy thử thách. Năm 1969, vào thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Tuyết Ni kết hôn với Đường Dai. Năm 1974, sau 5 năm tạm rời xa màn ảnh, bà quay trở lại và ký hợp đồng với Lợi Đạt, ATV, nhưng 5 năm sau đó, 1979, bà lại rời khỏi. Năm 1987, Tuyết Ni phải rời khỏi ATV. Năm 1995, bà tham gia một bộ phim của Từ Khắc mang tên Đao. Năm 1997, sau 10 năm rời xa ATV, Tuyết Ni lại tái xuất trong làng giải trí và gia nhập TVB. Lúc này, đã gần 30 năm trôi qua kể từ thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất của bà, không nói rằng hoàng hôn muộn, nhưng thu hoạch được nhiều. Khi gia nhập TVB, Tuyết Ni đã 52 tuổi và chỉ có thể xuất hiện trên màn ảnh với hình ảnh của mẹ hoặc bà nội. Trong suốt 23 năm tại TVB, Tuyết Ni đã làm việc chăm chỉ và tham gia hàng chục bộ phim truyền hình, các vai diễn của bà đều được khán giả đánh giá cao. Từ năm 1998 đến 2000, Tuyết Ni đã để lại ấn tượng sâu sắc với các vai diễn như Cố Ngọc Mị, Yumi, trong Thiên Địa Hào Tình, Hát Mai Khôi, Trình Song Song, trong Nàng Huynh Nàng Đệ Chi Thần Thám Lý Kỳ và Lý Bích Trân trong Sáng Thế Kỷ, giúp bà tái tạo lại sự nổi tiếng. Từ năm 2001 đến 2003, Tuyết Ni tham gia các bộ phim truyền hình như Rượu Là Tình Nồng và Phụ Nữ Đa Tự Tại. Từ năm 2004 đến 2009, Tuyết Ni một lần nữa tỏa sáng với loạt vai diễn đáng nhớ như Lưu Bính Đế trong Đông Độc Thần Thám, Ninh La Huệ Anh Khó Tính trong Bà Nội Nổi Loạn, Trịnh Tú Bình trong Thiết Huyết Bảo Tiêu và Kỷ Ngọc Như trong Nữ Trung Anh Hùng. Từ năm 2010 đến 2014, Tuyết Ni tiếp tục ghi dấu ấn với loạt vai diễn kinh điển như Lam Tất Hành trong Ông Xã Vạn Tuế và La Thiếu Hồng trong Kết Phân Hoàng Tình Thức. Từ năm 2015 đến 2020, dù đã bước vào tuổi xế chiều, Tuyết Ni vẫn cống hiến nhiều hình ảnh nhân vật xuất sắc như Thạch Mỹ Phân Mắc Chứng Mất Trí Nhớ trong Đạp Qua Giới Hai và Dạ Lai Hương Tinh Quái trong Anh Hùng Quyền Cước. Tất cả đều là những vai phụ xuất sắc hoặc tương đương với vai chính, không phải những vai diễn thông thường không yêu cầu kỹ năng diễn xuất. Năm 2013, với diễn xuất tinh tế, Tuyết Ni đã được TVB trao tặng giải diễn viên thành tựu trọn đời. Ngày 5 tháng 3 năm 2018, bộ phim truyền hình Phàm Sinh Võ Lâm có sự tham gia của Tuyết Ni được phát sóng. Cùng ngày, bộ phim Quả Lan Trung của Giang Hồ Đại Tỷ mà bà tham gia cũng ra mắt. Năm sau, ngày 6 tháng 4, bộ phim truyền hình Liêm Chính Hành Động 2019 được phát sóng lần đầu tiên tại Hồng Kông. Ngày 2 tháng 9 cùng năm, bộ phim truyền hình Khu Phố Tài Gia mà Tuyết Ni tham gia cũng được phát sóng. Tháng 6 năm 2020, Tuyết Ni tuyên bố từ chối gia hạn hợp đồng với TVB vì lý do sức khỏe, và vào ngày 1 tháng 11 cùng năm, bà chính thức tuyên bố nghỉ hưu. Ngày hôm sau, bộ phim truyền hình Luật Sư Mù 2020 mà bà tham gia được phát sóng tại Trung Quốc Đại Lục. Ngày 23 tháng 7 năm 2021, bộ phim Thiết Não Trạch Nam có sự tham gia của bà được phát sóng lần đầu tiên tại Hồng Kông, và ngày 10 tháng 1 năm 2022, bộ phim truyền hình Anh Hùng Quyền Cước mà bà tham gia cũng được phát sóng lần đầu tiên tại Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục.